Tổng thống Philippines thúc đẩy Quốc hội thông qua luật thành lập khu tự trị Hồi giáo tin từ Manila, Philippines. Ngày hôm nay, Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã yêu cầu Quốc hội nhanh chóng thông qua luật thành lập vùng tự trị của người Hồi giáo tại miền Nam. Cuộc nổi dậy đòi độc lập của người Hồi giáo Philippines đã kéo dài trong nhiều thập niên, đã làm trên 120.000 người thiệt mạng, trên 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Sau nhiều lần đàm phán, Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro đã ký hiệp ước với chính phủ trong tháng 3. Theo hiệp ước, thì Mặt trận Moro đồng ý giải tán, giao nạp vũ khí, nhưng Philippines phải thành lập một vùng tự trị cho người Hồi giáo ở bang Samuro. Tổng thống Aquino muốn hiệp ước được thi hành trước khi chấm dứt nhiệm kỳ vào tháng 6 năm 2016. Vùng tự trị bang Samuro sẽ có quyền thu thuế, thu lệ phí, cấp các loại giấy phép. Nhiều nhà phân tích chính trị nói rằng với sự chống đối của đối lập, bản hiệp ước rất có thể sẽ đưa tới đổ vỡ.